Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đầu đĩa than Victor, mã là QLI5. Đầu này đầu cao cấp chạy bắn tự động nha. Canh tay vào tự động, khi hết đĩa thì tự động nâng tay cần ra. Tình trạng là nắp Mikazin theo máy, sáng đẹp, không nứt không vỡ. Đây nó có xước nhẹ dấu, còn lại là sáng đẹp nha, không hề có một dấu chày. Thân máy thì thân máy gỗ bóng piano, đẹp xuất sắc luôn nha. Thân máy là không hề có một dấu chày xước luôn, các góc cạnh đều là vuông góc luôn nha, sáng đẹp nha. Kim máng thì kim máng zin theo máy, kim đầu kim Z1EB. Đầu kim Z1EB là hay hơn Z1S nha. Máng zin theo máy là cụm cần thì đẹp long lanh luôn. Tay cần thì nhìn rất là gấu, rất là đẹp nha. Rất là hay nha. Nhìn ngầu lắm. Đây là cao cấp chạy bán tự động. Đây là mình có nút nguồn nè, nút này start stop nè. Đây là chỉnh tốc độ 33 vòng hoặc 45 vòng nè. Có chế độ tự khóa tự động, khi mà đặt chỉnh tốc độ nó sẽ tự động khóa tốc độ lại. Nút này kết thúc nè, khi mà mình muốn ngưng ngang nè, này nâng hạ nè, này chuyển cần qua lại nè. Ở đây mình không cần phải dùng tay nâng cái cần, mình chỉ cần bấm nút thôi được rồi. Để mình test cho các bạn ha. Nó đây khởi động là power rồi nha. Đây mình chọn 33 vòng cho đĩa 33 vòng nè. Mình bấm start. Thì máy quay khi mà đặt chuẩn tốc độ thì tự khóa tốc độ nè. Đó. Rồi đây mình mở khóa tay cần ra. Đó, mình nâng tay cần lên, mình không cần phải nâng tay, mấy lần khác nâng tay lại này mình bấm vô thôi. Đó. Đó. Tới đây của mình hạ, hoặc là bây giờ mình muốn thay đổi bài mình cũng bấm lên, xong mình bắt đầu mình di chuyển. Đó. Rồi mình bấm hạ, hết đĩa thì tự thu tay cần về. Thương nhớ cho kiếp đơn côi, nỗi đổi lòng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vắng xanh người đi sâu đây, để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ.
thuyền anh sẽ rời bến. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã đĩa thì sẽ tự động thu cần về. Đó. Nếu như mình muốn ngắt ngang thì mình bấm reset. Máy rất đẹp nha các bạn. Nắp Mikazin kim bán zin. Đẹp xuất sắc luôn nha. Đánh nhạc nghe cực hay luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.